Doing Good Better, cuốn sách thay đổi quan điểm của bạn về từ thiện. Những gì tôi quyên góp sẽ giúp ích cho người khác như thế nào? Tiền bạc và lòng tốt của tôi có đang bị lãng phí không? Tất cả đã có trong sách Doing Good Better, làm việc thiện đúng cách. Tìm hiểu ngay ở đường link ở phía bên dưới. Xin chào mọi người đã quay trở lại với Spy Room. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau nói về Biên niên sử của cá mập, một bài viết của tác giả Phương Nguyễn Quốc. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Mời các bạn cùng lắng nghe bài viết này nhé. Ngày nay, cá mập vừa là nguồn cảm hứng nhưng cũng là nỗi sợ của rất nhiều người. Cá mập là một trong những loài động vật cổ xưa nhất trên trái đất. Mặc dù cá mập hiện đại có vai trò trọng yếu trong hệ sinh thái biển, tuy nhiên tổ tiên của chúng còn kỳ dị và ấn tượng hơn gấp vạn lần. Ngày xưa, hóa thạch cá mập lâu đời nhất từng được phát hiện dẫn chúng ta quay về kỷ Siloa khoảng 450 triệu năm trước. Đáng tiếc thay, chúng ta chỉ còn lại bằng chứng tồn tại là vây của ba loài cá mập siêu cổ đại là Aegis tolepis, Mongolepis và Polymerolepis. Hóa thạch cá mập được tìm thấy nhiều hơn trong các trầm tích từ kỷ Devon, cho thấy khả năng sinh tồn của cá mập ngày càng thành công hơn. Hiển nhiên rằng cá càng nhiều thì hóa thạch để lại cũng càng nhiều. Một số loài thậm chí đã có các đặc điểm rất đặc trưng của cá mập, ví dụ như con Cladocephalus có thân hình giống như một quả ngư lô dài. Bộ vây được thiết kế để bơi với vận tốc cao và linh hoạt. Tuy nhiên, các loài này vẫn đang phát triển dưới bóng của các loài giả thú khác. Cá mập vào thời kỳ này thì vẫn còn khá nhỏ và phụ thuộc vào tốc độ để săn mồi cũng như bỏ trốn trước các loài ăn thịt cao cấp hơn như Arthrodi Placoderms. May mắn thay, vào cuối kỷ Devon, một cuộc đại diệt chủng đã diễn ra. Các loài giả thú cấp cao bị tuyệt diệt, tạo điều kiện cho cá mập vượt lên thế chỗ. Đa dạng cá mập. Kỷ Carbon và kỷ Permi là thời điểm xuất hiện nhiều loài cá mập độc đáo và kỳ dị nhất. Thật đấy, một số chúng quái đản tới mức cá mập đầu búa ngày nay so với chúng vẫn còn bình thường chán. Nổi tiếng nhất phải kể đến Helicoprion. Hàm dưới của nó có bộ răng xếp thành cái roi xoắn ốc. Hiện tại thì vẫn chưa ai dám chắc cái cấu trúc dị hợm này dùng để làm gì và Helicoprion săn loại con mồi nào. Tuy nhiên, cấu trúc na ná như vậy cũng được tìm thấy ở các loài cá mập khác. Điển hình là Ornithoprion và Sarcoprion. Hai loài này đều có răng phân bố làm một vòng cung. Khả năng cao là hàm răng này giúp cho con cá chặt được con mồi ra làm nhiều mảnh. Bí ẩn của Helicoprion có thể liên quan đến một loài khác, đó là Aedestus. Tên cúng cơm là cá mập kéo. Aedestus được gọi như vậy là bởi vì bộ răng của chúng không tỏa ngang ra như các loài khác. Hàm răng của chúng cũng không phát triển đều đặn. Kết quả là răng hàm trong lúc nào cũng chu ra bên ngoài, hướng về phía trước, thay vì xếp trên dưới như thông thường. Khả năng cao là Helicoprion có cùng một cách phát triển hàm với Aedestus, nhưng ở Helicoprion, hàm của nó cuộn lại. Nhiều người cho rằng hàm răng của các loài này chẳng thể săn mồi được, mà chỉ đơn giản dùng để thu hút bạn tình. Một nhóm cá mập khác rất khác biệt so với cá mập hiện đại, được gọi là Xenacanthus. Chúng phát triển một cơ thể hình lươn, thích hợp điều hướng cho các đầm lầy bị tắc nghẽn bởi các chướng ngại vật. Ngoài ra, Xenacanthus không có vây lưng, chúng có một cái gai đâm ra từ sau lưng đầu. Đây là một đặc điểm thường thấy nhằm phòng thủ trước các loài cá lớn và lưỡng cư. Một số loài cá mập khác vẫn có vây lưng, nhưng vây lưng lại rất quái. Quay ngược về kỷ Devon thì có một loài tên là Stethacanthus. Vây lưng của chúng có hình của một cái đe, trên cái đe đó chi chít răng cưa. Ngoài ra đỉnh đầu của chúng cũng có răng nữa. Stethacanthus thường được gọi là cá mập đe hay cá mập bàn là. Người ta giả định vây lưng của nó dùng với mục đích đe dọa các loài săn mồi cũng như để nhận diện các cá thể cùng loài. Tuy nhiên giả định chỉ là giả định mà thôi. Một loài khác cũng có vây lưng rất là dị, đó là Falcatus. Chúng có vây lưng hình dạng mũi giáo đâm thẳng về phía trước đầu. Tuy nhiên đặc tính này chỉ có ở con trống. Các nhà khoa học khá chắc chắn rằng mũi giáo có tác dụng giúp các chàng Falcatus thu hút bạn tình. Cá mập khổng lồ, cá mập răng lớn, Megatooth Shark. Hẳn là ai ở đây cũng hay bị ấn tượng với mấy em cá mập to bự, dù cho ta hay xem cá mập trắng, có tên gọi là Carcharodon carcharias, là loài cá mập săn mồi lớn nhất ngày nay. Trong khi các loài khác như cá mập voi, mặc dù to lớn hơn, nhưng lại là loài ăn phù du. Tuy nhiên thì cả hai bé trên chỉ là hạng tôm tép so với mấy anh đại sống vào giai đoạn Oligocene đến Pleistocene. Boss đại nổi tiếng nhất, chắc hẳn không ai không biết,
C. Megalodon giờ đang là siêu sao màn ảnh nổi tiếng thế giới. Mặc dù C. Megalodon chỉ là một thanh niên mới nổi, nhưng thật ra chúng đã được phát hiện từ tận hồi năm 1843. Thậm chí hóa thạch răng của chúng còn được phát hiện từ tận thời Phục Hưng. Với kích thước bé nhất cũng phải 15 mét, Megalodon là con to nhất và cũng là con cuối cùng của nhóm cá mập răng bự. Những cái tên trước đó như Octodus và C. Augustinus có chiều dài khoảng 9 mét. Có hai vấn đề tồn động trong nghiên cứu cá mập răng lớn. Thứ nhất là kích thước tối đa chúng có thể đạt tới. Trừ một vài đốt sống, chúng ta chỉ tìm thấy răng của chúng. Thế nên kích thước của con vật thường được tính bằng cách so sánh tỷ lệ kích thước răng so với cơ thể của loài cá mập hiện đại. Tuy nhiên thì mọi thứ bắt đầu lộn xộn khi ta áp dụng các phương pháp đo đạc khác. Ví dụ như là đo chiều xiên của cái răng, lượng men răng và những thứ khác. Hầu hết các nghiên cứu cho rằng C. Megalodon có kích thước răng lớn nhất, thế nên nó đương nhiên là con cá mập to nhất. C. Megalodon thường bị lôi ra so sánh với con cá mập trắng. Đa số các nhà khoa học đồng thuận rằng cá mập trắng là họ hàng gần nhất mà vẫn còn bơi được của C. Megalodon. Dựa vào kích thước răng và những phương pháp trên, chiều dài của C. Megalodon vào khoảng 15-20 mét, đôi khi còn to hơn nữa. Nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng khoa học không nhất thiết phải quá chính xác, cứ để một khoảng nhỏ nhỏ như vậy là tốt nhất. Vấn đề thứ hai đối với nhóm cá mập răng lớn như C. Megalodon, C. auriculatus, C. tributensis và C. augustinus là người ta phải phân loại chúng vào chi nào. Nếu như bạn để ý thì các con cá ở trên đều có chữ C ở đằng trước. Đó là bởi vì các nhà khoa học liệt chúng vào chi Cacharocles, tách biệt khỏi cá mập hiện đại. Hiện nay, ta có thể chắc chắn rằng cá mập trắng chẳng phải con cháu gì của đám cá mập răng lớn, nhưng chúng có thể cùng một tổ tiên chung. Hóa thạch cá mập. Loại hóa thạch được tìm thấy nhiều nhất, như đã nói ở trên, là răng. Cấu tạo bao gồm dentin ở trong và men răng ở bên ngoài. Răng khá bền trong quá trình phân hủy và hóa thạch. Mấy cái răng thường được bảo quản tốt tới nỗi các đoạn răng cửa vẫn được giữ lại, thậm chí đủ bén để làm chảy máu một bác khảo cổ bất cẩn nào đó. Răng thường được phát hiện một cách độc lập, đôi khi chúng bị bao phủ bởi đá, đôi khi chúng lại là một phần của đá. Rất hiếm trường hợp nhiều răng của cùng một hàm được phát hiện. Phát hiện cả cái hàm thì lại càng hiếm hơn. Hóa thạch răng hé lộ rất nhiều về tập tính săn mồi của một con vật, nhất là khi ta so sánh chúng với các loài cá mập ngày nay. Ví dụ như là con Squalicorax có răng cưa tam giác, thích hợp để cắt thịt các con mồi lớn thành từng miếng nhỏ, trong khi răng nhọn, hẹp lại hoàn hảo cho khả năng xuyên thủng cơ thể của các loài cá nhỏ. Còn răng dày, cứng như loài của Cichlidus lại dùng để nghiền vỡ vỏ của các loài có vỏ cứng. Mặc dù ít được tìm thấy hơn răng, đốt sống của cá mập vẫn được nghiên cứu rất nhiều. Tuy nhiên, các đốt sống có thành phần từ sụn đã hóa xương, chúng rất dễ bị phân hủy. Thế nên trừ khi một con cá mập chết có thể bị trầm tích bao phủ thật nhanh chóng, đốt sống có thể bị phân hủy toàn bộ. Nhiều khi chúng ta phát hiện ra các đốt sống hóa thạch đã bị phân hủy một phần, dẫn đến các chẩn đoán sai lầm. Đôi khi, may mắn hơn, các đốt sống được tìm thấy vẫn còn dính vào nhau, lộ ra rõ phần xương sống, giúp tính toán chính xác chiều dài của con vật. Một thứ khác cực kỳ đáng giá, nhưng lại cực kỳ hiếm, đó chính là vết hằn, có thể cho biết cấu trúc bên trong của bộ xương sụn. Và vết hằn nổi tiếng nhất thuộc về loài Cladoslash. Chúng được bảo quản tốt tới nỗi ngay cả vết hằn của các mô bên trong và cơ quan hay bữa ăn của con cá mập cũng được giữ lại, cung cấp thông tin về sự tương đồng của cá mập hiện đại với các họ hàng cổ xưa của chúng. Nhiều vết hằn khác sáng tỏ nhiều chi tiết cơ thể đặc thù không phát hiện được qua các loài hóa thạch khác. Ví dụ như vết hằn của loài Stethacanthus cho ta biết về cái vây lưng hình đe, lớp răng cưa trên đỉnh đầu và lớp râu sụn của vây ngực. Không một đặc điểm nào nêu trên có thể phát hiện chỉ bằng phân tích răng. Tuy nhiên, những vết hằn quan trọng nhất lại thuộc về các loài cá mập nhỏ. Hiển nhiên rằng các loài nhỏ hơn thì dễ chôn hơn. Các cá thể dài hơn 2 mét được bảo quản thành từng phần, thông thường là răng, hàm và đốt sống. Cá mập tiền sử là con mồi hay kẻ săn mồi? Mặc dù ngày nay cá mập nổi tiếng là kẻ nằm trên đỉnh của chuỗi thức ăn, nhưng xưa kia cá mập lại là một kẻ khá là trung bình, săn rất nhiều loài nhưng đồng thời cũng bị rất nhiều loài săn. Hầu hết các tài liệu cho thấy cá mập có xu hướng tiến hóa khả năng săn mồi để chúng có thể mở rộng khẩu phần, ăn nhiều loại sinh vật khác nhau, đồng thời đối đầu với sự xuất hiện định kỳ của những tay chơi mới. Một số loài cá mập thậm chí cạnh tranh trực tiếp với cái đám này,
đặc biệt là các loài cá mập săn mồi đại dương, biệt hóa cơ thể, chuyên vào mục tiêu săn bắt một số loài động vật nhất định. Trong khi đó thì các loài cá mập Zinacanthus lại thích vùng đầm lầy nước ngọt, chi chít các loại cây thủy sinh. Zinacanthus hiển nhiên không phải là loài cá duy nhất tung tăng trong vùng. Chúng săn nhiều loài cá nhỏ khác nhau, lưỡng cư, đặc biệt là ấu trùng lưỡng cư. Bằng chứng chứng minh Zinacanthus săn ấu trùng lưỡng cư đến từ hóa thạch của một con Triodus, với một con ấu trùng vẫn nằm trong bụng của ẻm. Cơ thể quanh co như lươn của Zinacanthus cho phép chúng bò trường giữa các chướng ngại vật cũng như dò tìm các con mồi lẫn trốn trong các khu vực dày đặc. Một vài dấu hiệu của con mồi đến từ một hóa thạch cladosilice được bảo quản tuyệt vời. Chúng được bảo quản tốt tới mức chúng ta có thể biết được chính xác loại sinh vật mà chúng đã ăn. Cladosilice cực kỳ ưa thích các loài cá vây. Ngoài ra, chúng còn ăn conodonts, tức là cá lươn tiền sử, chân khớp và các loài cá mập khác. Nhiều loài cá mập ngày nay được cho là đã ăn các loài cá mập khác, nhất là khi cá mập con mồi bé hơn chúng rất nhiều. Cá mập con trong bụng mẹ đã biết ăn các anh chị em của chúng rồi. Tính phổ biến trong tập tính ăn thịt đồng loại của cá mập phụ thuộc rất nhiều vào môi trường. Trong điều kiện thức ăn dồi dào, cá mập gần như không bao giờ ăn thịt đồng loại của mình. Tuy nhiên, trong điều kiện thức ăn thiếu thốn, tập tính này bắt đầu phát huy tác dụng. Đặc biệt là những cá thể ốm yếu bệnh tật, chúng sẽ phát ra tín hiệu đến các con khỏe mạnh hơn. Và các con khỏe mạnh hơn này sẽ xem chúng là thức ăn. Quay lại với kỷ Devon, cá mập thường là con mồi của các loài Arthrodile Placoderms khổng lồ như Dungliosus. Tuy nhiên, dẫu cho Placoderms là loài giả thú thống trị, chúng chẳng thể cầm quyền được lâu và bị tuyệt chủng vào cuối kỷ Devon, mở ra một cơ hội quan trọng cho sự phát triển đa dạng cá mập trong kỷ Carbon. Nhiều phương pháp săn mồi mới đã xuất hiện. Mặc dù không phải là loài săn mồi duy nhất, cá mập vẫn có vị trí trọng yếu trong chuỗi thức ăn giai đoạn cuối đại cổ sinh. Tuy nhiên, Placoderms biến mất thì một thằng khác lại xuất hiện, đó chính là bò sát biển. Đại trung sinh bắt đầu khi kỷ Permi kết thúc và kỷ Tam Điệp bắt đầu, kéo dài đến cuối kỷ Phấn Trắng. Thời đại hoàng kim của bò sát, các loài bò sát biển tiếp tục phát triển với 4 nhóm chính: Ichthyosaur, Plesiosaur, Pliosaur và Mosasaur. Hai nhóm Ichthyosaur và Plesiosaur là các đối thủ cạnh tranh nguồn thức ăn đáng gờm của cá mập. Trong khi đó, Pliosaur và Mosasaur tập trung vào các con mồi lớn hơn, tuy nhiên vẫn chưa có bằng chứng là chúng có ăn cá mập hay không. Mặc kệ cái đám mới đến này, cá mập vẫn tiếp tục tồn tại. Một số loài như Hippodus tiến hóa theo hướng ăn tạp hơn. Bằng chứng hóa thạch cho thấy Hippodus vừa có răng nanh sắc để bắt con mồi, vừa có răng dày, cứng để phá vỡ lớp xương ngoài của các loài giáp xác. Một số loài cá mập khác như Scaphanohincus là trở thành tử thần biển sâu. Bằng cách sinh sống ở các vùng nước sâu, Scaphanohincus có thể tránh né tầm hoạt động của các loài bò sát biển, cái đám mà không thể xuống quá sâu do vẫn thở bằng phổi. Để có thể sinh sống ở nơi thiếu ánh sáng, Scaphanohincus có cái mõm to hơn, chứa nhiều các thụ thể điện hơn. Các thụ thể này cho phép chúng dò tìm con mồi ở những nơi tăm tối. Hành vi này vẫn còn được duy trì cho tới ngày nay ở một số loài cá mập như cá mập Goblin. Tương tự, loài cá mập ăn sò Cichlidus cũng sinh sống ở đáy biển, nơi chúng có thể tìm thấy con mồi ưa thích của mình. Đặc tính phân ly ổ sinh thái này cho phép cá mập ít chạm trán với bò sát nhất có thể, trong khi sống được nhờ ăn các loại con mồi quá cứng đối với các loài khác như loài sò khổng lồ Inoceramus. Một trong những chiến lược khác để cá mập có thể sinh tồn trong một đại dương toàn hàng khủng đó là gia tăng kích thước. Ví dụ điển hình nhất chính là Cratocerina, loài cá mập sát thủ tại thời kỳ đó. Với chiều dài 7m, Cratocerina dài hơn cả cá mập trắng với chiều dài 6m. Cratocerina có nickname là cá mập dao, Jinsu Shark. Đó là vì bộ răng của cá mập dao không những bén mà còn có lớp men răng rất dày, cho phép chúng cắt xương và vỏ của các loài động vật khác. Bằng chứng hóa thạch cho thấy Cratocerina thành công đến mức khẩu phần ăn của chúng bao gồm một số loài Plesiosaur và Mosasaur. Có rất nhiều giả tưởng về những cuộc chiến sống còn giữa cá mập và khủng long. Đáng tiếc thay, chưa có bất kỳ bằng chứng nào về việc hai chủng loài này từng chạm trán nhau. Lưu ý, bò sát biển thì không phải là khủng long nha. Dẫu vậy, người ta từng tìm thấy hóa thạch răng của một con cá mập Squalicorax gắn vào xương chân của một con khủng long Hadrosaurus. Giới nghiên cứu cho rằng, con khủng long đã bị ngã xuống biển và chết đuối. Squalicorax chỉ việc đến và thưởng thức một bữa ăn trời ban. Cá mập đã chứng minh sức bền của mình
khi sống sót qua cơn đại tuyệt diệt 65 triệu năm trước, đánh dấu sự kết thúc của đại trung sinh, cũng như kỷ nguyên của khủng long và các loài bò sát biển, trừ con rùa. Nắm bắt cơ hội, cá mập vươn lên trở thành loài thống trị đại dương. Ấy vậy mà ngồi trên ngai vàng chưa nóng đích, một đối thủ mới lại xuất hiện, thách thức vị vua trẻ. Trên cạn, thú có vú đang dần thay thế khủng long, trở thành loài thống trị. Cơ mà, thú là một đám có lòng tham không đáy. Thống trị đất liền chưa đủ, chúng tiếp tục xâm lăng đại dương với khởi đầu là Pachycetus và Ambulocetus. Cá mập tính ra cũng không vừa. Đa số các bằng chứng hóa thạch cho thấy chúng xem thú có vú là con mồi nhiều hơn là mối đe dọa. Khi các loài thú tiến hóa to hơn, cá mập cũng đáp trả bằng các loài cá mập răng lớn. Loài cá mập răng lớn to nhất từng được biết đến, như đã giới thiệu ở trên, là C. megalodon. C. megalodon được cho là đã tiến hóa từ một phả hệ cá mập bao gồm Octodus cho tới C. auriculatus và C. augustinus. C. megalodon mang cho mình một loại răng đủ lớn để gây lộn với các loài cá voi vừa và to. Tuy nhiên, phần thắng không quá nghiêng về phía cá mập, khi cá voi cũng có cho mình những sát thủ khét tiếng như Bacillosaurus và Leviathan. Hai loài cá voi này sống ở hai thời điểm khác nhau. Bacillosaurus sống ở thời điểm khá sớm, chúng có xu hướng săn các loài cá voi. Chúng săn cả cá mập, thậm chí thách thức các loài cá mập lớn để giành ngôi vương. Mặc dù biển sâu dậy sóng do sự xuất hiện của cá mập khổng lồ và sự chạy đua vũ trang của cá voi, tuy nhiên, hai loài này có thể cùng nhau sinh sống do thức ăn thời đại này khá phong phú và dồi dào. Cuối cùng, cả hai loài đều đi vào dĩ vãng do sự lạnh lên toàn cầu và mực nước biển giảm, dẫn tới sự thay đổi của các dòng hải lưu. Số lượng con mồi giảm mạnh, cả cá mập khổng lồ lẫn cá voi săn mồi đều tuyệt diệt do thiếu thốn nguồn thức ăn. Ngày nay, các loài cá voi săn mồi duy nhất còn tồn tại là cá nhà táng chuyên săn mực ở các vùng nước sâu. Ngoài ra còn có cá voi orca, cá voi sát thủ, thích nghi với nhiều loại con mồi khác nhau. Lịch sử đã chứng minh rằng mở rộng phạm vi con mồi là phương pháp hiệu quả nhất để tồn tại. Các loài kén ăn như Helicoprion và C. megalodon đều gục ngã trước thời gian. Ngược lại, các loài phàm ăn, Hippodes, có thể sống sót lên tới 100 triệu năm trước khi chính thức tuyệt diệt. Hy vọng là các bạn thấy video lần này thú vị. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.